này là bệnh nhân nam 24 tuổi, hậu phẫu ngày 2. Chẩn đoán trước mổ là viêm ruột thừa cấp, chẩn đoán sau mổ là viêm phúc mạc khu trú do viêm ruột thừa. Phương pháp là mổ nội soi cắt ruột thừa. Trong ruột thừa thì có viêm mủ và có giả mạc ở thành đại tràng và ở dưới gan. Sao ruột thừa viêm mủ thôi, nung mủ thôi mà có giả mạc rồi. Dạ. Ở dưới gan ở đỉnh đại tràng. Dạ. Thừa phải tử rồi chứ. Nung mủ rồi hả? Dạ. Chắc không? Dạ. Rồi. Bây giờ thì bệnh nhân khai là còn đau vết mổ nhưng mà không sốt, không buồn nôn, cũng không có chóng mặt. Bệnh nhân đã xì hơi được và ăn cháo hậu phẫu ngày 1. Bệnh nhân đã vận động được tại giường. Bệnh nhân có xuống giường nổi không? Bước xuống giường. Bước nổi nhưng mà không dám đi. Thì bệnh nhân chóng mặt lắm, đứng lên thì có thấy chóng mặt nhiều lắm. Rồi. Thế nên khỏe thế này mà yếu như vậy thôi. Rồi, bệnh cứ dày. Đau ở dày. Quá. Rồi, rồi. Bệnh nhân tiểu hay nước tiểu bình thường vàng trong nhưng mà có cảm giác rát thì có lối dòng. Khám thì em nhìn là bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt nhưng mà da niêm thì hơi nhợt. Khám ngực thì em nghe tim đều phổi trong. Bụng thì em nhìn là nhìn thì bụng không chứa do cơ địa bệnh nhân cũng như vậy rồi. Chứa chứ, không những chứa mà thấy méo qua bên bệnh nhân đúng không? Thôi. Hả? Chỗ gồ vào chỗ này nè. Dạ, gồ hai nghe đây nhưng mà bệnh nhân này nó bình thường. Không chướng, di động đều hay nhịp thở, nghe thì em nghe. Thầy nghĩ là chướng tâm gõ thử xem nó vào. Mới tay sao? Em gõ nha. Vang không? Cái lượng là sao? Hơi vàng, hơi chướng. Rồi cái lượng chẩn đoán sao? Theo em là bệnh nhân tình trạng của tạm ổn thôi nhưng mà theo dõi là do thiếu máu. Lý do tại sao thiếu máu? Có thể là còn chảy máu ở lúc mà chảy máu hơn, biến chứng chảy máu của các bệnh. Nhiều khi bệnh nhân đau quá cho nên cái môi co mạch, HCT trước mổ là như phần tâm. Hôm nay em mới khám là chưa còn này. Chứ có yếu tố của bệnh lý nào đó làm cho bệnh nhân tiếng nói có sẵn không? Tiền căn thì không có gì hết. Chứ thấy vẫn luôn nó ra, đâu có ra máu đâu. Có ra ở khúc đầu thôi. Ừ. Dạ. Cho nên khả năng ống nó bị nghẹt là thấp, tại vì nó có ra dịch đấy chứ không phải không dạ. ra gì. Dạ. Cho nên là không phải thiếu máu đâu. Thiếu máu xem móng tay đây, em một lòng thì phát nhấp nháy xem. Hồng, móng tay hồng như thế. Nhiều khi mấy cô ho mô son đỏ chót, cũng cứ tưởng là bình thường, người ta không ho, nó thiếu. Bình thường đấy. Dạ. Rồi thôi, kết luận nha. Hậu phẫu ngày 2 mổ viêm phúc mạc ruột thừa, mổ nội soi viêm phúc mạc ruột viêm phúc mạc khu trú do viêm ruột thừa. Tình trạng tạm ổn. Rồi nhận xét thứ nhất, ấn tượng nhất con này là nó rất là rõ. Nha, nó đủ lớn, rất là rõ. Thành ra là bắt anh Nguyên được nè. Cái giọng nói cũng có truyền cảm, có nhiều người nói chuyện nó thật ra thầy nói mở ra đấy, mở miệng nó hơi vui duyên. Giọng nó có truyền cảm, cô này một cô Y6 4, ông nó hay nha. Khai thác bệnh sử đầy đủ, thăm khám đầy đủ. Thầy thấy ấn tượng nhất em một cái điểm em thầy khen em mà trước giờ chưa thầy chưa từng thấy người khác làm, sinh viên khác làm là điều gì. Em nói được thầy cho em được 10. Và động tác khi thăm khám mà chưa thấy đúng rồi, một cái bụng bệnh nhân mổ vì khúc mạc nó đau, những cái động tác nào mà em làm ta đau nhiều hơn, ấn sâu quá hay gõ thì phải báo trước xin phép ta, đồng ý không? Rồi 10 điểm.